Những sai lầm chết người khi ăn trứng gà. Trứng gà là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng không phải ai cũng biết ăn trứng gà đúng cách để không gây hại cho sức khỏe. Trong trứng gà có một lượng lớn vitamin A, D, E, B1, B6, B12. Ngoài ra còn phải kể đến canxi, magie, sắt và kẽm. Nguồn protein trong trứng rất dồi dào và các loại axit rất cần thiết cho hệ miễn dịch. Riêng lòng trắng trứng có tác dụng chống lão hóa, tăng cường lực và độ dẻo dai cho cơ bắp. Chất lecithin trong trứng có tác dụng trong quá trình tiêu hóa, hỗ trợ hoạt động của gan, hạn chế nguy cơ bị tắc nghẽn động mạch do cholesterol gây ra. Nhiều dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, trứng gà cũng là một món ăn quen thuộc với nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng thói quen ăn trứng gà của mình có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Ăn trứng gà với hồng. Ăn hồng ngay sau khi ăn trứng gà là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm và viêm dạ dày ruột cấp tính. Sau khi ăn 1 đến 2 giờ có thể dẫn tới nôn mửa. Khi đó, cần ngay lập tức uống dung dịch gồm 20g muối và 200ml nước sôi, hoặc có thể sử dụng nước ép gừng tươi trộn với nước ấm. Nếu không nôn được, cần phải uống nhiều lần để thúc đẩy nôn mửa. Sau đó, phải dùng thuốc nhuận tràng để loại bỏ các chất độc hại trong cơ thể. Uống trà ngay sau khi ăn trứng gà. Nhiều người ăn xong cơm với trứng gà hoặc ăn trứng nướng chấm muối thường kết hợp cùng nước trà để bớt ứ đầy bụng. Thực tế, protein trong trứng gà và chất axit tannic acid trong lá trà khi kết hợp với nhau sẽ gây khó tiêu do nhu động ruột giảm. Ăn trứng chín để qua đêm. Nếu trứng gà được luộc chín nhưng để qua đêm thì chất dinh dưỡng dồi dào trong lòng đỏ trứng gà có thể sản sinh ra vi khuẩn. Nếu ăn phải trứng gà biến chất như thế sẽ gây hại cho sức khỏe. Nguyên do là khi luộc trứng gà, protein đã bị phá hỏng. Lại để qua đêm nên giá trị dinh dưỡng sẽ giảm đi rất nhiều. Dùng cùng các loại thuốc chống viêm. Trứng rất giàu protein, trong khi các trứng viêm trong cơ thể lại liên quan đến lượng protein. Vì vậy, khi bắt đầu tình trạng viêm, cần lưu ý không uống thuốc sau khi ăn trứng, đặc biệt là các bệnh tiêu hóa, tiêu chảy. Có thể thậm chí không ăn trứng. Trứng có chứa protein sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày, ảnh hưởng đến sự hấp thụ và tiêu hóa trong giai đoạn này. Luộc trứng lâu. Luộc trứng lâu khiến các ion kim loại trong lòng đỏ có phản ứng hóa học với các ion lưu huỳnh, hình thành kết tủa sunfua màu nâu, cản trở sự hấp thụ sắt của cơ thể. Ăn trứng sống, lòng đào mới bổ. Có không ít người cho rằng ăn trứng còn lòng đào hay trứng sống sẽ càng bổ dưỡng. Nhưng thực tế cách ăn này rất mất vệ sinh, có thể gây các bệnh về đường tiêu hóa, nhiễm trùng đường ruột. Trứng sống thường chứa vi khuẩn Salmonella gây bệnh, nấm và các ký sinh trùng khi ăn có thể bị ngộ độc. Ngoài ra mùi trứng sống có thể tác động đến hệ thần kinh trung ương, tiết dịch ở dạ dày và đường ruột, làm giảm chức năng tiêu hóa dẫn đến chán ăn khó tiêu. Vì vậy, tốt nhất nên ăn trứng khi đã chín, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, người già, bệnh nhân ăn trứng luộc là tốt hơn cả. Những người có bệnh tim mạch không nên ăn trứng quá nhiều, không quá một quả một ngày. Những người đang mắc bệnh thận nặng cũng không nên ăn nhiều trứng, tốt nhất chỉ ăn lòng trắng, không được ăn lòng đỏ. Ăn trứng gà cùng với đường trắng. Một số người có thói quen ăn trứng gà chấm đường. Hai thức ăn này kết hợp với nhau không chỉ khiến cho cơ thể khó hấp thu mà còn gây ảnh hưởng không tốt cho cơ thể. Ăn trứng gà cùng với đậu tương. Trong đậu tương có chứa nhiều loại chất dinh dưỡng như protein, chất béo, đường, vitamin, khoáng chất. Nếu kết hợp với trứng gà sẽ làm mất đi thành phần dinh dưỡng này.